Cậu làm nghề gì? Tôi là nhân viên môi giới bất động sản. Cậu đang gặp khó khăn về tiền bạc sao? Cậu có thể cho tôi biết được không? Chị à, có nhiều việc á, tôi không thể nói ra. Mong chị thông cảm. Vậy sao cậu lại đi làm cái nghề này? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này được không? Ủa? Ai treo cái gì đây vậy ta? Hay là ai đem tới cho mình cái gì? Giờ phải làm sao đây? Tại sao mình không nghĩ ra được cách nào hết vậy? Thiên Kim ơi là Thiên Kim, mình thông minh lắm mà. Sao mày không nghĩ ra cách nào hết vậy? Lại là cái tên Tuấn Kiệt đáng ghét đó chung mày hết á. Làm ơn đừng có quấy rối tôi nữa được không hả? Con. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ nhớ con quá à. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình không có được gặp nhau, cho nên mẹ nhớ con, mẹ đến thăm con nè. Mẹ vô nhà nha. Mẹ tới đây có chuyện gì? Thì cũng như lúc đầu mẹ nói rồi đó, mẹ nhớ con, mẹ đến thăm con chứ có gì đâu. Con ngồi xuống đi, hai mẹ con mình nói chuyện ha. Công nhận con gái của mẹ thiệt là xinh, không khác gì mẹ lúc còn trẻ luôn á. Nhìn thấy con xinh đẹp như vậy, sống sung túc như vậy, mẹ mừng lắm luôn á. Để con gọi người ta giao thức ăn tới, con mời mẹ bữa cơm. Không có cần đâu con. Mẹ tới mẹ chơi chút xíu mẹ về liền à, không có cần cơm nước gì hết trơn á. Vậy mẹ tới đây có chuyện gì? Nói thì cái là trước á thì tại nhớ con cho nên mẹ tới thăm con. Sau đó là mẹ muốn nhờ con một việc. Mẹ nói đi. Con à, hiện tại mẹ đang cần gấp một số tiền. Con giúp mẹ nha, con cho mẹ mượn nha. Mẹ, tháng nào con cũng gửi tiền cho mẹ xài mà. Mẹ xài cái gì mà dữ quá vậy hả? Con cũng phải biết là bây giờ cái gì nó cũng đắt đỏ hết trơn á. Con gửi cho mẹ vậy mẹ đâu có đủ xài đâu. Thôi được rồi, mẹ cần bao nhiêu? 40 triệu hả? Được rồi, con sẽ đưa cho mẹ, xong mẹ về liền giùm con nha. Không phải 40 triệu đâu con. Không lẽ 400 triệu? Không phải 400 luôn. Mà là 4 tỷ. Thích quá đi, mát quá à. Nhanh lên anh hai chị hai. Anh hai ơi, mấy Ngọc qua kia chơi nha. Được chơi sao quá đó. Em đang lo lắm đúng không? Anh cũng vậy nè. Anh đang trùng lắm. Nhưng mà em đừng có lo. Mẹ anh hiền lành nhỏ nhẹ, thế nào cũng gây được thiện cảm với mẹ của em thôi. Thế nào
Mẹ của anh cũng thuyết phục được mẹ của em. Em đừng có lo nha. Nhưng lỡ như mẹ của em vẫn không chấp nhận thì phải làm sao hả anh? Anh sẽ tiếp tục năn nỉ mẹ. Năn nỉ tới chừng nào mẹ đồng ý thì mới thôi. Anh tin là mẹ sẽ hiểu được tấm lòng chân thành của anh. Lỡ như mẹ em vẫn kiên quyết không bằng lòng thì sao hả anh Khiêm? Vậy thôi mẹ em. Em và anh ta cứ tổ chức lễ đính hôn mà không cần mẹ em có mặt. Em đủ tuổi quyết định cuộc đời của mình rồi, mẹ em không có quyền can thiệp được đâu. Đáng lẽ kẻ xấu như anh Nam Nhi mới nói những lời đó, sao những câu nói đó lại từ miệng của anh Khiêm chứ? Em đừng có lo nữa, mẹ nhất định sẽ hiểu cho tụi mình mà thôi. Anh Đăng Duy, anh đừng có làm như vậy. Ở đây có người quen của em thì sao? Ở đây không có giống như trên thành phố đâu. Anh xin lỗi. Mình về thôi anh. Mỹ Ngọc ơi, mình đi về. Dạ. Đi về hả anh hai? Chơi chưa có đã mà. Mình về thôi. Cả nhà tôi ai cũng quý mến Thanh Vân. Dạ. Nếu chị cho phép Thanh Vân về làm dâu nhà tôi, gia đình tôi biết ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị đã yêu quý con gái tôi. Nhưng con nhỏ nó còn nhiều vụng dại lắm. Tôi chưa muốn cho nó lấy chồng trong lúc này. Hay là chị và cháu Duy để thử thả thêm vài năm nữa, để tôi dạy bảo nó thêm. Tôi cũng đã kể chị nghe hoàn cảnh của gia đình tôi rồi. Dạ. Nhà cửa thì hiu quạnh, còn tôi thì không được khỏe. Còn bé Mỹ Ngọc thì lại vô cùng yêu quý Thanh Vân. Vì vậy tôi muốn Đăng Duy sớm cưới vợ, để có người bầu bạn, có người phụ giúp nó quản lý gia đình. Thanh Vân và cậu Đăng Duy quen biết nhau chưa bao lâu, tự nhiên nói cưới là cưới. Tôi sợ sau này con gái tôi sẽ khổ đó chị à. Chỉ khi nào cần tiền mẹ mới tới thăm con. Số tiền mẹ cần lần sau luôn lớn hơn số tiền lần trước. Bây giờ là 4 tỷ đồng. Mẹ tưởng con là cái máy in tiền hay sao? Con, thật lòng là mẹ không có muốn làm phiền tới con đâu. Nhưng mà tại vì mẹ không còn cách nào khác hết trơn. Con làm ở công ty lớn, lương con cao, con giúp mẹ được mà, đúng không? Mẹ à, con cũng chỉ là đi làm thuê cho người ta mà thôi. Con đâu phải là giám đốc đâu. Lương con cao, nhưng con còn cuộc sống của con mà, còn tương lai của con nữa. Đã có khi nào mẹ nghĩ tới tương lai của con không? Có khi nào mẹ tự hỏi tại sao đến giờ này con vẫn phải ở nhà trả góp không hả mẹ? Là tại mẹ hết đó. Anh tha lỗi cho em đi anh. Mà đi ra khỏi nhà tôi. Anh ơi, bao nhiêu tiền bạc tôi tích cóp mà đem nướng vô sòng bạc hết rồi. Còn cái nhà này mà cũng đem đi cầm rồi. Tụi giang hồ nó lãng vảng, đòi nợ suốt ngày, làm sao mà tôi sống nổi đây hả? Anh ơi, anh đi đi. Anh ơi anh, em xin lỗi mà anh. Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Anh tha lỗi cho em lần này đi anh. Em sợ lắm rồi mà anh. Thiên Kim ơi, con lại xin ba giùm mẹ đi. Mẹ biết đi đâu bây giờ? Nhưng mà
mà, con đã tha lỗi cho mẹ bao nhiêu lần rồi mà mẹ đâu có bỏ cái thật đánh bài của mẹ đâu. Mẹ xin lỗi. Bà không xin lỗi gì hết. Anh ơi. Bây giờ cái nhà bà đã cầm cố rồi, cha con tôi còn biết sống ở đâu nữa. Mà đi khuất mắt thôi, mà đi mau. Anh ơi, anh biết tội của em lớn lắm, nhưng mà anh đuổi em ra khỏi nhà, em chết bờ chết bụi rồi sao? Bà muốn chết hả? Bà mà không đi á, tôi đốt nhà cho cả nhà này chết. Bà vừa đâu bà chưa? Bà đi em... khuất mắt thôi. Em đi. Bà đi chết. Bà đi đi. Anh ơi, em đi. Anh bình tĩnh đi anh. Ba ơi ba, ba đừng làm con sợ mà ba. Anh bình tĩnh em đi đây. Bà đi đi. Em xin lỗi anh bình tĩnh đi. Mày đi nha cô. Đi. Ba đừng làm con sợ ba. Đi đi. Chia tay nhau, bà thì mất, còn mẹ thì cứ tiếp tục đỏ đen. Vậy mẹ có từng nghĩ khi nào con đi lấy chồng, mẹ sẽ cho con cái gì để làm của hồi môn chưa hả? Bao nhiêu tiền con dành dụm được, hết lần này tới lần khác đều chảy hết cho túi của mẹ. Mẹ có biết con khổ lắm hay không? Mẹ biết. Mẹ xin lỗi con mà. Mẹ hứa. À không, mẹ thề. Mẹ thề với con, đây là lần cuối cùng. Mẹ không bao giờ làm phiền con nữa đâu. Con ơi, con ráng giúp mẹ nha con. Lần này giúp mẹ bằng cách nào chứ? Thì thằng Đăng Duy đó, con nói nó giúp mẹ cũng được mà. Cái gì? Anh Đăng Duy? Tại sao anh phải giúp mẹ chứ? Con có biết tại sao con vẫn còn được làm ở công ty đó không? Thì ba con vẫn còn cổ phần ở đó, nên con phải làm thôi. Làm gì mà còn cổ phần hả con? Chẳng qua ông Phát Thuận vẫn còn giữ con ở đó và ưu ái con là vì có một bí mật. Bí mật? Đúng vậy. Trước đây khi ông Phát Thuận cán chết người và ép ông tài xế phải chịu tội thay, người duy nhất biết chuyện này là ba con đó. Sau đó ba con có kể cho mẹ nghe và cấm mẹ tiết lộ, vì ba con còn phải lệ thuộc ổng rất nhiều. Con à, bây giờ con đem chuyện này con ép thằng Đăng Duy lấy tiền cho mẹ nha. Nếu nó không đồng ý con tố giác ba nó. Mẹ à, mẹ chỉ nghe kể lại thôi chứ có bằng chứng đâu. Với lại chuyện cũng qua quá lâu rồi. Lâu cái gì, mới có hơn 20 năm mà. Mẹ có biết đã 20 năm là hồ sơ đã khép lại vĩnh viễn rồi không? Mà cho dù không có khép lại thì con cũng không có làm được đâu. Con không thể nào hại anh Đăng Duy, và con không thể nào để anh coi thường con được. Mẹ đi đi. Con à, mẹ biết là mẹ có lỗi với con nhiều lắm, mẹ ân hận lắm rồi. Mẹ xin con cho mẹ cơ hội đi, mẹ hứa sẽ thay đổi. Nhất định lần này mẹ sẽ thay đổi mà. Con ơi, hai ngày nữa nếu mà không có tiền là mẹ sẽ chết. Mà thôi, con không giúp mẹ, mẹ chết cũng được, mẹ cũng không có trách con đâu. Mẹ tự làm, mẹ tự chịu. Nếu mà mẹ chết đi, mẹ cũng sẽ về phù hộ cho con. Còn tôi thì không được khỏe. Còn bé Mỹ Ngọc
thì lại vô cùng yêu quý Thanh Vân. Vì vậy tôi muốn Đăng Duy sớm cưới vợ, để có người bầu bạn, có người phụ giúp nó quản lý gia đình. Tôi biết điều kiện của cậu rất là tốt, nhưng mẹ con tôi sống đơn giản quen rồi. Với tôi, hạnh phúc không phụ thuộc vào vật chất. Cậu với Thanh Vân quen biết nhau chưa lâu, hiểu được bao nhiêu mà vội vàng nói chuyện cưới xin. Chẳng qua cậu vốn quen mắt với những thứ cao sang, nhìn Thanh Vân có chút lạ mắt nên cậu tò mò háo hức muốn có được nó. Chắc cậu cũng nghe câu bạo phát bạo tàn, cái gì tới nhanh thì nó cũng sẽ ra đi rất nhanh. Nè, cậu làm gì vậy? Cậu đứng lên đi. Thưa bác, xin bác, xin bác hãy nghe con nói. Nói xong con sẽ đứng lên. Được, cậu nói gì thì nói đi. Dạ thưa bác, tình cảm con dành cho Thanh Vân là xuất phát ở tận đáy lòng. Con không phải là đứa con trai mới lớn còn nông nổi chạy theo những gì lạ mắt. Con cũng không phải loại người ỷ vào tiền của mạng chơi trác tán, coi hôn nhân là trò đùa. Tuổi của con hiện nay cũng không còn nhỏ nữa, con cũng đã từng có vợ hứa hôn. Con đủ chín chắn để biết rõ tình cảm của mình, chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Con thật lòng yêu thương Thanh Vân, muốn cưới Thanh Vân làm vợ, cùng Thanh Vân xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có thể bây giờ bác chưa tin tưởng đi giao Thanh Vân cho con, nhưng mà con xin bác, xin bác hãy cho con cơ hội. Con tin là một thời gian nữa thôi, bác sẽ nhìn thấy được sự chân thành của con, mà yên tâm giao Thanh Vân cho con. Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ đừng ngăn cản tụi con nghe mẹ. Tại sao cuộc đời của tôi lại thê thảm tới mức này chứ? Tôi đã làm gì nên tội đâu? Tôi luôn phấn đấu trong công việc, chân thành trong tình yêu, hiếu thảo với ba mẹ. Tôi làm vậy còn chưa đủ tốt hay sao? Anh nói đi, anh nói cho tôi biết đi anh Tuấn Kiệt. Tôi sai ở chỗ nào? Tôi còn thiếu sót ở chỗ nào? Anh nói đi, nói cho tôi biết đi mà. Thiên Kim à, em không làm sai điều gì hết, chỉ là mọi người sai với em thôi. Thiên Kim à, em đừng có khóc nữa. Mỗi lần nhìn thấy em khóc như vậy là lòng của anh đau lắm, đau lắm em có biết không? Đáng lẽ những lúc như vậy tôi có quyền chạy về ôm mẹ rồi bật khóc. Mẹ sẽ là người an ủi, sẽ là người dỗ về tôi. Mẹ sẽ dạy tôi phải làm như thế nào cho đúng. Nhưng mà tôi không có được điều đó. Trái lại, mẹ còn làm cho tôi khốn khổ thêm nữa. Nhiều lúc tôi muốn cắt đứt quan hệ ruột ra, coi như mặc kệ bà sống chết ra sao. Nhưng mà tôi không làm được. Tôi không làm được. Anh hiểu tâm trạng của em ngay lúc này mà. Anh hiểu tình cảm gia đình ruột thịt là thiêng liêng lắm, không thể nói cắt đứt là cắt đứt được liền đâu. Tuấn Kiệt, anh nói đi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?
Dù muốn dù không, em cũng phải giúp mẹ em. Bọn cho dây nặng lãi không có hồ giỏ xuông đâu. Anh tưởng tôi giàu lắm hả? Tôi cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi mà. Anh biết chứ, để thể hiện đẳng cấp, để xứng với Đăng Duy, hàng tháng em phải đầu tư một số tiền lớn vào mỹ phẩm và trang phục và rất nhiều thứ khác trong cuộc sống. Số tiền đó đối với em nói nhỏ thì không nhỏ chút nào, nhưng nói lớn cũng không quá lớn, tới nỗi em phải bó tay để nhìn mẹ mình bị người khác tổn hại như vậy, thậm chí là có thể mất mạng sống. Nhưng mà bây giờ em bỏ mặc mẹ em, mẹ em bị tụi giang hồ hại chết, thì lương tâm của em sống tới cuối đời, em có vui vẻ, có hạnh phúc không hả Thiên Kim? Nhưng mà tôi biết kiếm đâu ra số tiền đó chứ. Tôi cũng đâu có tài sản gì để thế chấp ngân hàng mà mượn tiền được chứ. Xem không nhờ Đăng Duy giúp đỡ, số tiền đó đối với anh ta thì có nghĩa lý gì đâu. Anh thấy tôi còn chưa đủ thê thảm hay sao mà còn kêu tôi mở lời nhờ anh Đăng Duy giúp chứ? Không bao giờ. Tôi thà nắm tay mẹ tôi nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời, chứ dứt khoát tôi không mở miệng nhờ giả anh Đăng Duy đâu. Vậy bây giờ em tính làm sao? Tôi không biết, không biết nữa. Hay là tôi chết đi. Tôi chết đi là xong mà. Hả? Thiên Kim à, em đừng có nghĩ quẩn rồi hành động điên khùng. Em hãy bình tĩnh lại, thế nào cũng sẽ có cách mà. Cách gì chứ? Không còn cách gì đâu. Khoan, chờ chút, chờ chút. Ừ. Dạ, cô chào chú. Lúc làm bạn trai của cháu tôi á, thì cậu mới được gọi như vậy. Bây giờ không còn nữa thì kêu bằng bác đi nghe. Tuổi đời cũng còn trẻ, tướng tá cũng ngon lành, sự nghiệp thì cũng không tồi lắm. Tiếc quá. Chưa chắc là ai phải tiếc cho ai đâu chú à. Cuộc đời này còn dài lắm, phải không chú? À không, bác. Những loại người tiến thân bằng đàn bà không có kết cục tốt đâu. Nhớ câu này của tôi đó, cậu nhất định sẽ thân bại danh liệt. Để rồi xem. Em biết chị là người hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà chị, Thanh Vân nhà mình nó cũng đâu phải là đứa tham mê vật chất đâu. Sao chị không tin những gì nó nói vậy chị? Tôi không biết sao nữa, trong cái chuyện này tôi thấy có điều gì đó không có bình thường. Đáng lý ra khi nói với cậu Khiêm chia tay thì nó phải buồn rầu ủ rũ, phải cần có thời gian thì mới nguôi ngoai được chứ. Có đâu, chưa gì mà nó muốn lấy người khác rồi. Chị, con Thanh Vân nó cũng đã nói là hai người không có hợp nhau, rồi đồng ý chia tay. Rồi tụi nó coi nhau như bạn bè, đâu có phải là cậu Khiêm lường gạt bỏ bê diện Thanh Vân đâu mà buồn chị. Trong thời gian quen nhau, có khi ha vì không hợp nè, rồi cái tình cảm phai dần đi. Đó, đến chừng mà quyết định chia tay hả, là không còn yêu nhau nữa. Mà không còn yêu sao đau khổ. Chị, còn với cậu Duy á, chị cũng nghe người ta nói câu không? Câu gì ta? Cái câu tình yêu sét đánh không? Có khi hai người mới gặp nhau thôi là yêu nhau liền luôn. Huống chị là cậu Duy với anh Thanh Vân nhà mình á là quen biết nhau trước rồi. Ừ. Cái gì á? Sao bữa nay dì nói chuyện rất là lưu loát nha, không có giống gì chút nào luôn á. Hay là Thanh Vân nó chỉ gì nói vậy? Trời trời trời, em bái phục chị luôn á chị.
Chị hết nghiêng Thanh Vân rồi, cái chị quay qua chị nghi luôn em vậy? Em nói cho chị nghe nè, tại á, chị luôn cảm thấy là chị có lỗi với cậu Khiêm, rồi chị không chấp nhận được là anh Thanh Vân nó lấy người khác, nên chị mới nghĩ lung tung thôi. Chuyện không có gì rắc rối hết trơn á chị. Rõ ràng á, là cậu Khiêm đã xác nhận với chị những gì anh Thanh Vân nó nói là đúng mà chị. Nhưng mà có thể cậu Khiêm cậu đang bao che cho Thanh Vân thì sao đây? Dì đã nhớ cậu ấy là người tốt mà. Chị, cậu Khiêm tốt với mẹ con chị ra làm sao? Em là người biết rõ và chính em cũng là người mang ơn cậu Khiêm. Đáng lẽ ra là em á là phải theo phe chị, rồi em xúi chị nè, ngăn cản Thanh Vân. Nhưng mà em không có làm vậy được. Em nói thiệt với chị luôn á, cậu Duy chưa cho em được cục kẹo nữa. Nhưng mà em vẫn phải nói, cậu ấy á, đối tốt với Thanh Vân á, không có thua kém gì cậu Khiêm đâu chị. Chị đừng có một hai nghĩ theo ý của mình rồi làm lỡ duyên Thanh Vân, tội nghiệp đó nghe chị. Tôi là mẹ mà, sao tôi không muốn cho con gái tôi hạnh phúc chứ? Tôi chỉ sợ nó làm điều gì sai quấy thôi. Được rồi, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Từ nay không có chuyện gì quan trọng, anh và em tốt nhất mình đừng gặp nhau nữa. Thanh Vân à, em còn giận anh sao? Em không giận. Nhưng thật sự thời gian này có gặp nhau, em cũng không biết phải nói gì với anh hết. Em cũng đã nghĩ nhiều tới những lời anh nói hôm trước. Có lẽ tụi mình nên dừng lại, để mỗi người lắng lại lòng mình, xem kỹ lại những tình cảm mà mình đã từng dành cho nhau. Đây, em mua được rễ cây này lâu lắm rồi đó. Em định tặng anh để làm tượng, nhưng mà lúc đem về nhà anh xảy ra nhiều chuyện quá, em nghĩ là chắc anh không quan tâm, nên thôi hôm nay có anh em tặng cho anh luôn. Cậu nói đúng, đã có quá nhiều chuyện cho nên anh không làm gì được. Cậu giữ đi, coi như là anh đã nhận và gửi lời tặng cậu. Để khi nào cậu nhìn nó thì nhớ tới anh. Rồi khi nào cậu lại đi nữa? Chắc ngày mai em đi. Nè, đi đâu á cũng phải nhớ giữ liên lạc với người nhà. Tuấn Kiệt cậu ta rất lo cho cậu. Còn nữa, sắp tới đám cưới của anh, nhất định cậu phải có mặt đó. Anh cũng biết tính em mà, không thích những chỗ đông người. Với lại anh lấy vợ là em mừng cho anh rồi, nhưng đâu có nhất thiết phải có mặt em trong đám cưới. Cậu tiết tiền mừng đám cưới cho anh phải không? Anh nói giỡn thôi. Đám cưới của anh cậu không về cũng không sao, nhưng mà đám cưới của Tuấn Kiệt mà cậu không chịu về là anh sẽ đè cậu ra quốc cho mấy rồi đó. Biết chưa? Em dễ dàng gì mà cho anh đánh được em. Khi nào muốn dừng bước lãng du, muốn có một chỗ làm ổn định, chỉ cần cậu gật đầu, Phát Đạt luôn trọng cửa chào đón cậu. Em cảm ơn anh. Tuấn Kiệt cậu ta dịp Phát Đạt, cậu có biết là anh vui mừng cỡ nào không? Đáng lẽ anh dành cho Tuấn Kiệt một vị trí cao hơn nhiều, nhưng lại không muốn Tuấn Kiệt bị áp lực. Anh còn nhớ trước đây Tuấn Kiệt có nói làm giám đốc công ty tinh học khiến cho cậu ta thấy chán, thấy mỏi mệt, nên cậu ta mới nhường ghế giám đốc cho người khác. Tuấn Kiệt cậu ta chỉ thích làm nhân viên kỹ thuật. Cho dù là bạn bè thân thiết, cho dù là anh cần cậu ta thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không muốn ép buộc, làm khó cậu ta. Thì ra là như vậy. Cậu nói vậy là có ý gì? Tại em cũng có thắc mắc. Em tưởng anh hai không đủ năng lực
để ngồi vào vị trí cao hơn ở Phát Đạt. Trời đất ơi, năng lực của Tuấn Kiệt mà cô dám nghi ngờ hả? Ông bạn chiêu cố của anh đã tuyên bố là không thích làm quản lý, thì anh đâu còn cách nào khác. Ủa, anh đổi xe mới hả? Tôi nhớ xe trước đây của anh đâu phải vậy. Đăng Duy có thứ gì thì tôi phải có thứ đó chứ. Tại sao hắn đổi xe nhưng mà tôi lại không đổi được? Mà lần này tôi đổi đúng loại xe hắn thích, như vậy ván cờ mới công bằng chứ. Cho chai nước suối. Anh có cần phải căm thù tới mức như vậy không? Còn anh thì sao? Đáng lẽ ra chỗ của anh phải là vị trí của Đăng Duy hiện tại, hoặc ngang hàng với anh ta. Nếu không nhờ sự hy sinh của ba má anh thì ông Phát Thuận làm gì có được cơ ngơi như bây giờ. Để Đăng Duy tự cao tự đại chứ. Anh có tâm sự gì hả? Tôi đang nghĩ có cách nào kiếm được 4 tỷ trong thời gian ngắn. Cái gì? Anh nói chơi hả? 4 tỷ chứ không phải 4 triệu đồng đâu. Thì đó. Nhưng mà anh cần số tiền lớn như vậy làm gì? Để giúp một người rất quan trọng đối với tôi. Em không có được nghĩ quẩn đâu. Chuyện tiền bạc cứ để cho anh lo. Anh lo? Anh giúp tôi lo chuyện nợ nần sao? Phải. Anh sẽ lo. Anh lo bằng cách nào? Hả? Tôi cấm anh. Anh không được chạy tới trước mặt anh Đăng Duy kể lể chuyện của tôi để nhờ sự giúp đỡ của anh. Tôi cấm anh đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm như vậy đâu. Em muốn giữ thể diện trước mặt Đăng Duy, anh sẽ để yên cho em giữ. Vậy anh giúp tôi bằng cách nào? Anh có tiền sao? Dĩ nhiên là anh không có rồi. Nhưng vì em, anh sẽ có cách. Nếu anh làm chuyện này để đổi lại tình yêu của tôi thì thôi. Anh không bắt em phải trao đổi cái gì đâu. Anh làm vì anh không nỡ. Anh không nỡ nhìn thấy người anh yêu phải đau khổ vì người khác. Chỉ vậy thôi. Anh Kim à, anh có thể... Nè, đừng khiến tôi khó xử chứ. Tôi cũng đi làm thuê cho người ta thôi. Cho dù có hơn, cũng hơn chút ít thôi. Tôi còn cha mẹ cần phải phụng dưỡng nữa chứ. 4 tỷ đồng đâu phải con số nhỏ. Cũng đúng. Tôi bí quá nên tôi hỏi đại thôi. Anh cứ coi như là tôi chưa hỏi gì hết nha. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì cần nói, anh cứ nói đi. Theo tôi biết, ông Long đã dính vô vụ này. Ông chủ khu nghỉ dưỡng cao cấp Hạnh Phúc sẽ giao dự án đó cho Phát Đạt. Anh tìm mọi cách phá họ cho tôi. Được rồi, tôi sẽ để bắt cái vụ này. Còn về khoản tiền 4 tỷ đó, nếu anh thực sự cần, tôi sẽ chỉ cách cho anh. Cậu đó, nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào về thành phố thì nhớ alo cho anh. Anh Đăng Duy, em có lời này muốn nhắc nhở anh. Cậu nói đi. Anh đừng có quá tin tưởng vào bất cứ ai, kể cả những người mà anh từng thân thiết nhất. Cậu nói vậy là có ý gì? Em không có ý gì hết. Chỉ là tự nhiên em nhớ đến câu thương trường là chiến trường, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Em nhắc anh vậy thôi. Cậu đó nha, từ xưa tới giờ cậu không hề quan tâm tới mấy chuyện này. Tự nhiên cậu phán một cái câu anh không thể hiểu nổi. Thôi được rồi, anh sẽ luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của cậu. Ngoài Tuấn Kiệt ra, anh sẽ không tin tưởng bất kỳ ai hết. Anh Đăng Duy, em... Cậu muốn nói gì nữa? Nói đi. Dạ không có gì. Thôi được rồi, anh về nha. Dạ.
Chìa khóa xe của anh đâu rồi? Nếu cậu muốn cảnh báo với đằng Duy thì cứ đi tố giác tôi đi. Nhưng một khi cậu xen vào chuyện này thì tình nghĩa anh em giữa tôi và cậu coi như chấm dứt. Anh về nha. Dạ. Nhiều lắm. Ngày mai em sẽ mua đồ nấu canh bồi bổ cho anh. Em không cần làm gì cho anh đâu. Tụi mình chia tay nhau rồi mà. Anh thiệt xấu à. Chia tay là do anh nói. Em có đồng ý đâu. Khánh Hà, em thật là... Anh Tấn, anh đang giấu em chuyện gì phải không? Chúng ta hứa là sẽ bàn bạc mọi chuyện với nhau mà. Chuyện gì đang xảy ra với anh? Nói cho em biết đi. Tụi mình bây giờ chỉ còn là bạn bè thôi, nên có rất nhiều thứ anh không thể chia sẻ được. Mong em hiểu và đừng trách anh, cũng đừng làm anh khó xử. Anh về đi. Mình sẽ không bỏ cuộc. Nhất định mình phải có được câu trả lời đủ sức thuyết phục. Với sự tín nhiệm hiện nay của Đăng Duy dành cho anh, làm điều đó không khó. Chỉ cần anh có gan là sẽ có được số tiền đó trong tay mà thôi. Suy cho cùng thì phát đạt cũng có một phần của ba anh. Mượn tạm một số tiền nhỏ nho như vậy đâu có gì là tội lỗi đâu. Không có gì là tội lỗi, không có gì phải sợ hết, không có gì phải sợ hết. Anh hai, em phải làm sao mới ngăn cản được anh đừng lún sâu vào tội lỗi? Em phải làm sao đây? Em thật sự rời bỏ anh sao? Em đành lòng quên hết những kỷ niệm đẹp với hai đứa mình sao? Anh Kim, em đã nói là chia tay anh rồi, sao anh còn lên tận đây để làm phiền em vậy? Kỷ niệm đẹp giữa chúng ta em không hề quên, em sẽ giữ mãi trong lòng. Nhưng tụi mình không thể đến với nhau được đâu. Tại sao lại không được hả em? Anh đã hứa sẽ không để cho em vất vả khi về làm vợ của anh rồi mà. Em không tin anh sao? Em tin. Em tin là anh sẽ làm được điều đó. Như anh Kim à, anh hiểu giùm em đi. Là con người sống trên đời này, ai cũng muốn mình giàu sang sung sướng. Huống hồ gì em còn có mẹ em. Em rất là muốn báo hiếu cho mẹ. Em muốn những năm tháng sau này mẹ em sống khá hơn. Em biết là mẹ con em còn nợ ơn tình của anh. Nếu không nhờ có anh, mẹ em cũng không sống được tới ngày hôm nay. Nhưng anh đừng có lo, em sẽ trả cho anh hết cả vốn lẫn lời. Thanh Vân. Mẹ, bớt dậy. Kỳ bác, bác ơi, bình tĩnh đi bác. Sao mẹ đánh con? Từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa hề đánh con dù một roi. Nhưng hôm nay, mẹ nhất định phải đánh con. Mẹ, con có làm gì đâu hả mẹ? Con còn nói nữa hả? Bác ơi, là lỗi tại con. Nếu bác có đánh, thì đánh con đi bác. Thanh Vân không có lỗi gì hết. Khi mà, con tốt với bác quá. Con tốt với Thanh Vân như vậy, mình ở lại phụ bạc con. Bác xin lỗi con. Bác không biết dạy bảo tốt cô gái của mình. Bác xin lỗi. Ê, con. Bác, đừng làm mẹ. Vậy mà bác. Mẹ ơi, mẹ. Dạ, dạ. Tôi không có đứa con gái chứ cô. Cô xin bác, bác đừng làm mắng Thanh Vân nữa. Lỗi tại con chưa đủ tốt, là tại con đó bác.
Tất cả là lỗi tại con nữa bác. Bác đừng làm bản thân Vân nữa bác ạ. Ngon lành, sự nghiệp cũng không tồi, vậy mà tiếc quá. Loại người tiến thân bằng đàn bà sẽ không có kết cục tốt đâu. Cậu hãy nhớ lấy lời này của tôi, cậu nhất định sẽ thân bại danh liệt. Dù sao thì chúng ta cũng đã có 20 năm sống với nhau, và cũng đã có nhiều lần tôi đã cho ông cơ hội thú tội. Gần hết đời mình, anh không làm điều gì có lỗi với ai sao? Đương nhiên là có. Có nhiều là đằng khác, trong chuyện làm ăn và cả trong đời sống hàng ngày. Nhưng tính tôi rất là sòng phẳng. Nếu là lỗi về mình thì tôi đã bù đắp cho họ đầy đủ, nên chẳng có chuyện gì phải ân hận cả. Nhưng không những ông không ân hận lỗi lầm của mình, mà ông còn cư xử quá tệ bạc với tôi. Ông chết là đáng lắm. Trai sao rồi? Ba tôi có tín hiệu khả quan. Bác sĩ nói có thể sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay. Chúc mừng ông nha. Sẽ về uống cà phê chưa? Chưa, Nubu với ba tôi nè. Nè, bác trai đang nghỉ đó, hay là tôi với ông xuống dưới uống cà phê cho tỉnh táo? À, thôi cũng được. À, vậy mình đi. Con uống cà phê chút nha ba. Đi. Đăng Duy, anh em mình đi uống cà phê thôi.
Kiện tôi được hả? Tôi thử làm đi. Nếu như mà cần thêm tiền á thì quỳ xuống chân tôi mà lãi lục. Tôi sẽ đưa thêm tiền để mà đi kiện. Tôi xin lỗi em. Con trai con gái tôi có đủ hết rồi. Tôi không muốn. Em biết. Tôi không muốn có con với em. Hãy toàn tâm mà lo cho hai đứa con của tôi nghe. Chén thuốc này sẽ giúp em triệt sản. Sống tiếp nữa. Ông biết mà. Đúng không? Tất cả là tại ông thôi. Ông đừng có trách tôi. Thôi được rồi, bây giờ con làm lại đi. Mẹ giật mình cho nha. Không, chơi với mẹ không có vui gì hết đó, không chơi nữa. Vậy bây giờ con muốn chơi gì con mới vui? Ừ? Chiếc vòng màu đỏ của mẹ đeo ở tay đâu rồi mẹ? Trời, chiếc vòng nào đâu? Có mà, con nhớ là mẹ có đeo chiếc vòng màu đỏ cái bữa mà con té. Mỹ Ngọc, im miệng. Mẹ làm con đau quá à. Mỹ Ngọc. Chị hai. Chị hai. Mẹ làm Mỹ Ngọc đau cái miệng nè. Em có sao không, đi chị coi. Đau lắm á. Thiệt tình coi Mỹ Ngọc đó. Mẹ chỉ muốn nhìn cái răng khểnh của con để coi coi có nên niền răng hay không. Con không thích thì thôi, mẹ đâu có ép. Tự nhiên la ôm sòm lên vậy đó. Niền răng đau lắm á. Mẹ cũng có kìa, mẹ niền của mẹ đi. Sao tự nhiên mẹ niền Mỹ Ngọc chơi? Trời đất. Nhưng mà bác ơi, con thấy răng Mỹ Ngọc vậy dễ thương lắm. Bác để nguyên vậy đi bác. Đúng rồi, dễ thương dữ lắm luôn á. À, mẹ còn bịt cái miệng của Mỹ Ngọc về nó nè. Mẹ kêu là im miệng đi. Vậy đó. Thì phải rồi, em phải im miệng thì mẹ mới coi được cái răng của em chứ. Nếu mà muốn coi răng của Mỹ Ngọc thì xin phép Mỹ Ngọc đi, Mỹ Ngọc cho liền. Chứ Mỹ Ngọc đâu có ích kỷ giấu đâu. Rồi rồi, mẹ xin lỗi Mỹ Ngọc nha. Mai mốt có gì á thì mẹ xin phép Mỹ Ngọc trước nha. Chịu chưa? Mẹ nhớ nha. Ừ. Vậy thôi bây giờ mình ra ngoài chơi đi. Dạ. Đâu, nhai răng cho chị coi đi. Nè, đó, chị hai xin một cái là Mỹ Ngọc cho liền chứ bộ.
Mỹ Ngọc, con đừng cố nhớ những gì không cần nhớ. Có vậy thì con mới sống yên được. Nhớ nha. Mời vào. Giám đốc, ở dưới sảnh có người muốn gặp anh. Mà vì không có hẹn trước nên Lễ Tân không giải quyết. Người ta có dễ nhất quyết gặp anh cho bằng được đó. Cô có biết có đơn gì đâu không? Trông không giống như người làm ăn. Nói là đến gặp anh về chuyện riêng tư. Là ai vậy ta? Mấy đêm nay không có đêm nào bác ngủ yên giấc, cho nên bác quyết định lên trên này gặp mặt con hỏi cho rõ chuyện. Bác xuống dưới này Thanh Vân có biết không? Không, bác không nói cho nó biết. Khiêm, con nói thiệt cho bác biết đi. Có phải Thanh Vân và bác làm chuyện gì có lỗi với con đúng không? Dạ không thưa bác, Thanh Vân rất tốt, chưa từng làm gì có lỗi với con hết. Vậy tại sao hai đứa lại chia tay nhau? Hay con không còn thương Thanh Vân nữa? Dạ con, hôm trước con có nói với bác qua điện thoại. Thật ra tụi con không ai làm gì có lỗi với ai. Chỉ là cả hai thấy người kia không còn hợp với mình nữa. Làm bạn bè anh em thì tốt, nhưng làm vợ chồng thì có nhiều cái không phù hợp. Chính vì vậy hai đứa tụi con mới quyết định chia tay nhau trong im đẹp. Có thật vậy không con? Con đâu dám nói gạt bác chứ. Là thật hay nó cố tình nói vậy để binh vực cho Thanh Vân? Dì có đang trách con không? Con rất khổ tâm. Dì có linh thiêng thì phù hộ cho anh Đăng Nhi nghe gì, xui khiến ảnh quay về được ngay nẻo thẳng, để cho con không phải rai rất khổ sở nữa. Không biết có ai gặp tình cảnh như con không? Thương một người mà người đó lại là tội phạm, mà mình không làm gì được cho anh, lại phải giúp người khác để tố giác. Cứ mỗi lần nghĩ tới nghịch cảnh đó là con thấy đau lòng quá. Con đã không thể giả giờ yêu thương anh Đăng Duy được nữa. Con thương anh thiệt rồi dì Tư ơi. Con thương thật lòng rồi dì. Dì Tư hãy phù hộ cho con nghe dì. Con và Thanh Vân tôi chia tay, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Dạ bác cứ yên tâm nha bác. Nếu hai đứa thật sự chia tay trong êm đẹp thì tại sao con Thanh Vân gấp rút đòi lấy chồng? Tại sao nó căn dặn bác không được nhắc tên con với gia đình bạn trai của nó? Bác thật sự không hiểu nổi con gái của mình nữa. Dạ là như vậy bác à. Bạn trai hiện tại của Thanh Vân là người trong ngành với con, vì tránh cho Thanh Vân khó xử sau này, cho nên con đã đề nghị Thanh Vân giấu kín chuyện này. Bác à, trong chuyện này nếu nói có lỗi thì chính con mới là người có lỗi. Con xin bác đừng hiểu lầm, khiến cho Thanh Vân buồn lòng. Từ nãy tới giờ con toàn nói tốt cho con gái của bác, nửa lời trách cứ nó cũng không có. Bác cảm ơn con. Đó là sự thật mà bác. Dạ, để con gọi Thanh Vân ra gặp bác. Đừng, con đừng có gọi. Bác không muốn Thanh Vân nó biết bác đã xuống dưới này rồi. Dạ. Dạ, em nghe chủ tịch. Thiên Kim, cô qua phòng gặp tôi chút nha. Dạ. Vào đi.
Dạ, chủ tịch gọi em ạ. Ừ, cô chuẩn bị tài liệu cho tôi. Đầu giờ chiều tôi phải ra chúng ta một chuyến. À, em đi với nha. Có một số điều còn vướng mắc trong giấy tờ, em cần trao đổi trực tiếp với chi nhánh ở ngoài đó. Có thể tối nay tôi không về, vì sáng mai tôi còn có chút việc phải giải quyết ngoài đó nữa. Có tiện cho cô không? Dạ tiện. Không sao hết đó. Tại vì sau khi làm việc em còn có hẹn với mấy đứa bạn chơi tới sáng luôn đó. Không sao đâu. Thôi được, vậy bây giờ cô về nhà chuẩn bị đi. Dạ, em xin phép. Ủa, xin lỗi em. Tính đường đi. Chủ tịch, có chuyện gì vui mà Thiên Kim cổ hớn hở như vậy? Chắc là chiều nay được đi Vũng Tàu đổi gió cho nên vui hớn hở vậy đó. Đi Vũng Tàu? Ừ, chiều nay tôi có việc ra Vũng Tàu, Thiên Kim đi theo giải quyết một vài việc ở chi nhánh ngoài đó. Sắp cưới vợ rồi mà chủ tịch đi với người con gái khác như vậy, không sợ Thanh Vân nói này nói nọ sao? Thanh Vân không phải là người nhỏ nha. Với lại cây ngay thì không sợ chết đứng, đúng không? Ủa, hôm qua đây tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn xin ý kiến của chủ tịch về phòng IT. Ừ, ngồi đi. Rồi, nói đi. Thì cái phòng IT đó, con làm như vậy là không được rồi. Chứ không lẽ mẹ muốn con phải đối xử tàn nhẫn với bác ấy à? Với Thanh Vân, con đã tàn nhẫn lắm rồi, con không thể nữa. Mẹ không biểu con phải đối xử tàn nhẫn với bà ta, nhưng con phải hiểu tâm trạng của bà ta lúc này. Bà ta cảm thấy mắc nợ con. Con càng tốt thì bà ta càng rây rứt. Mà hễ rây rứt thì bà ta sẽ ngăn cản chuyện hôn nhân của Thanh Vân. Con thật sự không hiểu luôn. Trước đây thì mẹ muốn Thanh Vân đến với Đăng Duy, còn bây giờ thì mẹ muốn bác ấy ngăn cản, làm sao? Con còn nhớ hồi nhỏ con chơi dế không? Nếu con muốn nó đá hăng hơn thì con phải quay nó, làm cho nó mất phương hướng, làm nó quên hết mọi thứ. Như vậy thì con mới khiển được nó. Con phải làm sao cho bà ta tin rằng con thật sự không thương con Thanh Vân. Con làm được không? Cô làm được. Con trai của mẹ phải như vậy chứ. Hay là mình gọi hai đứa nó ra gặp mình, để mình tận mắt chứng kiến thái độ của hai đứa nó đối với nhau ra sao. Là mẹ có Thanh Vân. Con nghe đi. Dạ, con nghe rồi bác. Bác muốn gặp con có được không con? Dạ được. Ở đâu vậy bác? Ở quán cà phê cũ. Dạ, lát nữa con sẽ tới. Còn phải cứng cỏi lên. Đó, em phải làm như vậy nè, thì mới xịt điêu được hết luôn. Ủa, xịt vậy là nó đều hết luôn đúng không chị? Đúng rồi. Đây, em tưới cho. Rồi, đây, em làm thử. Ở bên đây nhiều cây lắm nè. Cái cây này là cây lớn hay cây nhỏ? Cây này là em tưới một ít ở dưới gốc nè. Đó. Rồi. Cái cây này là mình phải búng ra. Mát chưa? Em tưới đi nha, chị ghi điện thoại cái. Dạ. Con nghe nè mẹ. Con,
Mẹ đang ở thành phố nè con. Mẹ xuống rồi hả? Xuống hồi nào sao không gọi cho con trước? Con đến gặp mẹ đi. Dạ, con biết rồi. Mình có nên gọi cho anh Kim không? Anh xin lỗi em vì đã đặt tụi mình vào tình huống khó xử như vậy. Thanh Vân à, anh chỉ muốn là mẹ em đừng quá lo lắng cho tụi mình nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện đã đến nước này rồi, mình phải tùy cơ ứng biến thôi. Thật sự em cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Mình đã chia tay nhau rồi, làm ơn em nói với mẹ em đừng có làm phiền anh nữa. Anh còn có công việc, anh còn gia đình, anh còn có bạn gái mới của anh nữa. Mẹ của em đó, cứ thích thì tới tận công ty được gặp anh, cứ thích thì gọi điện thoại ra đây gặp. Mẹ em cứ như vậy hoài thì làm sao anh chịu nổi chứ. Tại sao anh không nói thẳng với mẹ em đi? Lúc nào mẹ cũng nghĩ là lỗi của em, lúc nào mẹ cũng nghĩ tốt cho anh. Là tại vì anh lịch sự, anh không nỡ làm tổn thương người lớn tuổi. Với lại em cũng biết mẹ em bị bệnh tim mà, em phải là người hiểu cho anh nhất chứ. Thanh Vân à, anh xin em đó, hãy khuyên mẹ em đừng có làm phiền anh nữa. Được rồi, anh không phải lo đâu. Lát nữa mẹ em tới đây, em sẽ nói mọi chuyện cho mẹ em biết. Mẹ hiểu rồi con. Dạ, con chào bác. Dạ, con mời bác con. Dạ, bác uống gì để con kêu cho bác? Không cần đâu con, bác chỉ nói vài câu rồi đi thôi. Bác xin lỗi vì đã làm phiền con. Hôm nay bác chỉ lo là Thanh Vân làm chuyện có lỗi với con. Chính vì vậy bác tìm con để mà hỏi chuyện. Bác mới kêu hai đứa ra đây nói rõ cho bác biết. Nhưng lúc nãy thì bác đã nghe hết rồi. Thiệt là bác bậy bạ hết sức. Một lần nữa bác xin lỗi con nha Kim. Dạ. Cho dù bây giờ con và Thanh Vân không còn như trước, nhưng ơn của con, mẹ con của bác nhớ hoài không quên. Nếu có kiếp sau, nhất định mẹ con bác sẽ... Bác à, duyên phận giữa con và Thanh Vân chưa đủ nên phải chia tay. Chứ con vẫn quý bác mà. Bác đừng nhắc tới chuyện ơn nghĩa. Bác vui vẻ khỏe mạnh là con mừng lắm rồi. Cảm ơn con. Con thiệt là tốt bụng. Anh có hẹn rồi. Lát nữa em đưa mẹ em về giùm anh nghe. Anh đi đi. Mẹ của em, em biết tự lo. Dạ, con xin phép bác. Bác cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm Kim à. Thanh Vân, mẹ xin lỗi con đừng giận mẹ nha. Không có, con đâu dám giận mẹ. Mẹ, tối nay mẹ ở lại đây với con nghe mẹ. Ở đâu vậy con? Con sẽ thuê khách sạn để hai mẹ con mình ở. Giờ cũng trễ rồi, con không thôi, muốn mẹ. Con đừng lo cho mẹ. Chút xíu nữa mẹ bắt xe đêm mẹ sẽ đi về. Đi xe khuya lên tới nơi khỏe lắm, con đừng có lo. Con... Mẹ xin lỗi, mẹ đã hiểu lầm con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ... Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy mà mẹ. Anh Đăng Duy.
Đăng Duy, mở cửa. Anh Đăng Duy, mở cửa. Anh Đăng Duy. Nè, Thiên Kim, cô làm gì vậy? Anh Đăng Duy, cô bỏ ra coi. Anh Đăng Duy, tối nay em ngủ ở đây, anh đừng có đuổi em. Uống sai quá rồi, đi về phòng nghỉ ngơi đi. Cô buông ra. Không, em không có nói bậy đâu. Em yêu anh rất chân thành luôn á. Sao anh lại nhẫn tâm từ chối tình cảm của em chứ? Sao anh có thể yêu con nhỏ đó? Con nhỏ đó là cái thứ cái... Nè, tôi cấm cô xúc phạm người tôi yêu nha. Con nhỏ đó, nó có gì hơn em hả? Anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi. Cô nói cô yêu tôi, mà cô lại hỏi tôi câu đó, chứng tỏ cô chẳng hiểu gì về tình yêu hết. Cô đã tự ngộ nhận sự ham thích, sự mong muốn chiếm đoạt về tình yêu rồi. Không đúng, em yêu anh, em sẵn sàng vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Đó không phải là tình yêu hả? Còn con nhỏ đó, nó đã làm được gì cho anh? Hả? Tôi không muốn tranh cãi với cô về chuyện này nữa. Anh Đăng Duy, chính anh mới là người ngộ nhận đó. Anh nghĩ kỹ lại đi, nó không xứng đáng với anh đâu. Tình cảm anh dành cho nó không thể nào là tình yêu đâu. Chỉ có em mới thực sự yêu anh. Em mới là người bảo vệ anh. Em là người gìn giữ những bí mật cho anh đó. Cô đang nói bí mật gì? Thì bí mật về ba anh với ba em, là về tai nạn năm xưa. Tai nạn gì? Cô say quá rồi đó. Bây giờ về phòng liền đi, tôi cần nghỉ ngơi. Nhưng mà anh Đăng Duy, anh Đăng Duy à. Đi đi. Em không thể nào ngủ một mình được. Em sợ, em sợ ma lắm, em không ngủ một mình được. Thì kệ cô, đi đi. Anh Đăng Duy, anh Duy, anh mở cửa ra. Anh Duy, em không ngủ một mình được mà. Tai nạn gì, bí mật gì mà cô ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy chứ? Nếu không nể mặt ba cô, từng là người cùng ba tôi gây dựng Phát Đạt, tôi đã cho cô nghỉ việc từ lâu rồi. Thật mà, mày nói mày không yêu Thiên Kim, mà mày cho cô ấy hy vọng mơ tưởng. Mày biết tao yêu Thiên Kim, nhưng tại sao mày không tạo điều kiện cho tao? Đồ khốn! Tao khinh mày, tao khinh mày! Sai rồi, em đã quá sai rồi Thiên Kim à. Anh vì em, anh đã hy sinh hết tất cả. Nhưng cuối cùng trong lòng của em chỉ có Đăng Duy. Đăng Duy, Đăng Duy. Thiên Kim, em đã sai. Em quá sai rồi. Em đã quá sai rồi Thiên Kim. Em sai. Con xin lỗi mẹ.
Anh Đăng Duy, sao anh nói tối nay anh không về mà? Có một chút sự cố, cho nên anh về liền trong đêm. Có chuyện gì sao em lại ngồi đây khóc? Em không sao. Bao nhiêu buồn khổ em đều giữ hết trong lòng, không thể chia sẻ cho anh sao? Anh không biết làm cách nào mới có thể gánh vác hết phiền muộn cho em nữa. Hôm nay mẹ xuống thành phố để tìm em. Mẹ xuống đây hả? Rồi em có mời mẹ tới nhà mình không? Ừ. Mẹ quay về liền. Mẹ quay về liền? Mẹ mới tới là về liền? Vậy thì sức khỏe của mẹ sao chịu nổi? Sao em không gọi cho anh? Anh sẽ nhờ chú Sáu đưa mẹ về. Không sao đâu, mẹ lên xe ngủ một giấc sẽ tới nơi mà. Mà sao anh không hỏi mẹ tìm em để làm gì, lại lo cho sức khỏe của mẹ? Sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, không phải như vậy sao? Mẹ, mẹ đã cho phép em lấy anh. Mẹ cho phép rồi hả? Ừ. Mẹ cho phép rồi, cảm ơn mẹ. Anh vui quá, anh vui quá. Thành Vân ơi, anh khuya dữ lắm rồi, anh la lớn như vậy mẹ thức rồi sao? Anh quên, anh mừng quá cho nên anh quên. Thật sự anh mừng quá Thành Vân à. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Nghe lời tôi, ra rẫy làm có mấy bữa, thấy bà có sức sống lại rồi đó.
Tôi ráng á, làm theo lời ông dặn. Tôi phải mạnh mẽ mới an ủi được con gái của mình. Chào chú Thím. Ủa chú hả chú? Không ngờ gặp chú ở đây. Con nè. Tôi trông cậu ghé nhà. Mà hôm nay gặp được cậu nhất định phải mời về nhà mới được. Ông với cậu này quen biết nhau hả? Đúng vậy. Đây là cái người mà tôi đã kể cho bà nghe giúp tôi sửa xe đó. Bà dạ, nhớ không? Tốt quá. Ông nhà tôi cứ nhắc cậu hoài á. Hôm nay nhất định cậu phải ghé nhà ăn cơm với vợ chồng tôi một bữa nha. Dạ, thật ra con tới đây để xin lỗi chú Thím. Xin lỗi vợ chồng tôi hả? Cậu có lỗi gì đâu. Dạ, tại chưa có sự cho phép của chú Thím mà con đã chụp hình chú Thím, nên con xin lỗi chú Thím. Cô biết con đang đau khổ tới mức nào không hả mẹ? Con là con của mẹ mà. Sao mẹ không quan tâm tới con một chút nào vậy hả? Mẹ chỉ biết đòi hỏi thôi à. Con ơi, con hiểu lầm rồi. Lần này mẹ tới đây là để gặp con lần cuối thôi mà. Này, mẹ nợ con nhiều lắm. Nhất định kiếp sau mẹ sẽ là một người mẹ tốt của con. Con không mong gặp lại mẹ ở kiếp sau đâu. Mẹ xin con tha lỗi cho mẹ. Con có thể ôm mẹ một lần trước khi mẹ vĩnh biệt con được không? Mẹ, mẹ định giở trò gì nữa đây hả? Mẹ định hù dọa con bằng cách tự tử như lần trước nữa sao? Con nói rồi, cho dù lần này mẹ có uống mấy chai thuốc như lần trước con cũng mặc kệ. Không phải đâu con, lần này mẹ không có ngu dại tự tìm cái chết nữa đâu, mà là bọn họ. Họ sẽ không tha cho mẹ. Ngày hôm nay nếu như không có tiền trả, họ sẽ giết mẹ nữa. Được. Con cũng đang chán đời lắm đây. Dù sao mẹ cũng chết. Vậy mẹ con mình cùng chết với nhau đi. Đi, đi mẹ. Con, đi. Con, sao vậy con? Đi đâu con? Đi chết. Con sẽ cùng chết với mẹ. Đi con. Không được, không được con ơi. Thiên Kim, con đừng có làm vậy mà. Mẹ, mẹ biểu con phải làm sao đây? Đi chết cho mẹ vừa lòng. Con Thiên Kim ơi, Thiên Kim ơi, con đừng có làm mẹ vậy mà con Thiên Kim. Con ra đi. Mẹ đừng có cản con nữa. Mẹ xin lỗi mà. Con sống trên đời làm gì nữa chứ. Con đừng. Thiên Kim ơi, con đừng làm vậy mà. Thiên Kim. Em Thiên Kim. Được rồi, nếu như mà con muốn chết thì mẹ sẽ cùng chết với con. Bác hơi bình tĩnh lại đi. Kìa mà, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Nghe nói đi. Buông tôi ra. Tôi khổ lắm. Tôi khổ lắm Tân Kiệt ơi. Tôi phải chết. Tôi không thể nào sống tiếp được. Nhưng tại sao em phải chết? Chứ bây giờ lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho mẹ tôi đây? Tôi cũng không thể nào đứng nhìn mẹ tôi chết. Thà tôi chết đi, anh để cho tôi chết đi mà. Anh đã hứa với em rồi, em không tin vào lời hứa của anh sao? Anh có thể kiếm đâu ra số tiền đó? Anh làm được sao? Hãy
Đây, số tiền em cần nó có trong đây. Con lén chụp hình của chú, vậy mà chú không la con, còn mời con uống trà nữa. Bởi vậy con thấy may mắn quá. À, nếu nói may mắn thì chú mới là người may mắn. Chú thím hiếm muộn, gia tài chỉ có mỗi một đứa con gái. Năm trước gả cho nó lấy chồng, chú cứ nghĩ vậy là vợ chồng chú có thể yên tâm rồi. Ai mà ngờ sau mấy lần xảy thai liên tiếp khó khăn lắm, con gái chú mới sinh ra được một đứa cháu nội cho bên nhà chồng. Ai ngờ đâu đứa nhỏ mới vài tháng qua đời vì bị sặc sữa. Con gái của chú và vợ của chú cũng bị suy sụp tinh thần từ dạo đó. Căn nhà của chú lúc nào cũng thấy rất là nặng nề. Thím của con thì suốt ngày mặt ủ mày cho. Cũng may là có con ghé chơi mới thấy lại được tiếng cười của bà. Con biết tại sao không? Tại sao chú? Hồi nãy Thím có nói với chú, vừa nhìn thấy con Thím đã cảm thấy có một điều lành đang tới. Hy vọng con gái của chú lần sau sinh ra một đứa cháu ngoại khôi ngô tuấn tú giống như con. Thôi à, bây giờ cũng tới bữa rồi, con về nhà ăn cơm với chú Thím luôn nghe. Dạ. Ờ, mình đi sao ông chú? À, nhà chú gần đây nè. Dạ. Con đi với chú nghe. Dạ. Tuấn Kiệt, tôi rất cảm ơn anh. Nhất định tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền đó cho anh trong thời gian sớm nhất. Anh đã nói với em là em đừng quá bận tâm mà. Anh làm chuyện đó không chỉ vì em đâu, mà là vì anh nữa. Em đừng có hiểu lầm. Anh đưa tiền em trả nợ không phải là bắt em thế này thế nọ, bắt em làm những điều mà em không thích, mà là anh không muốn nhìn thấy em đau khổ. Anh chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc. Sao anh tự làm khổ bản thân mình như vậy hả? Cho dù anh có tốt với tôi hơn như vậy nữa, tôi cũng không thể nào yêu anh mà. Anh và em giống chung với nhau điểm này. Dẫu biết đối phương không hướng về mình nhưng vẫn cố chấp, không bao giờ buông. Tuấn Kiệt, nó sao rồi con? Bây giờ hắn ta không còn đường lùi nữa, mẹ yên tâm. Thật lòng mẹ cũng không muốn kéo cậu ta vào chuyện này, nhưng ngài biểu nó bày đặt làm thám tử, điều tra này nọ để tự vệ, mẹ bắt buộc phải kéo nó về phía mình. Như vậy cũng tốt. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi nó phát hiện vợ và thằng bạn thân chí cốt của mình đều phản bội mình, có khi thằng khốn Đăng Duy phát điên lên không chừng. Cho dù không điên thì chắc chắn nó cũng không còn đủ tỉnh táo để điều khiển công ty. Thời khắc đó chính là cơ hội cho con đó Khiêm. Nhưng có một chuyện con cứ thắc mắc hoài, không biết tại sao mày lại có những bằng chứng để chứng minh Long Phát Thuận đã hãm hại ba mẹ Tuấn Kiệt, dồn họ vào đường chết. Mẹ cố tình thay đổi diện mạo, cố tình bước chân vô nhà đó để tìm cách trả thù. Cho nên mẹ không bỏ qua bất cứ một việc làm hay một mối quan hệ nào của ông ta. Cái nào ghi âm được thì mẹ ghi âm, tài liệu nào đánh cắp được thì mẹ đánh cắp. Và chỉ cần chỉnh sửa một chút thì mọi thứ đều theo ý mẹ thôi. Với ông ta, mẹ hoàn toàn vô hại. Trong mắt ông ta, mẹ chỉ là một nàng hầu ít học. Ngoài việc chăm sóc gia đình, chăm sóc cho con của ông ấy, mẹ hầu như chẳng quan tâm tới chuyện gì khác. Mẹ dám bỏ nấm ruột của mình, giàu trẻ trẻ mồ côi, giao cho người khác nuôi, và bỏ đi những năm tháng đẹp đẽ của mình để đòi lại sự công bằng cho ba, cho gia đình của mình. Với con bây giờ, cho dù có hy sinh tình yêu của mình thì việc đó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.